chua, tôm dai, trong lên màu đẹp và thấm vị rất là ngon. Xin mời cả nhà cùng mình vào làm bếp nha. Ở đây mình chuẩn bị là 750g tôm. Tôm này mình đã rửa qua nước muối và mình cũng đã rút chỉ đen ở trên cái phần sống lưng của nó. Tôm này là mình mua tôm tươi nguyên con. Vậy ở đây mình đã chuẩn bị là 300g nước mắm và 300g đường, 30g tỏi, 20g gừng và 50g riềng. Còn đây mình có rượu trắng. Bây giờ tới lúc mình cho tôm uống rượu. Mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh rượu trắng. Mình sẽ trộn đều cho rượu ngấm vào tôm, để khi mình làm mắm á, tôm nó sẽ không có tanh. Rồi, bây giờ mình đã trộn đều cái phần tôm này. Trong khi mình chờ đợi nấu nước mắm thì mình sẽ cho tôm này vào trong tủ lạnh. Cho đường và nước mắm vô nồi. Rồi mình nấu sôi lên vài dạo và hớt bọt thường xuyên. Rồi để cho nước mắm thật nguội. Gừng sẽ cắt sợi một phần và một phần mình cắt nhuyễn. Củ riềng thì mình cũng sẽ cắt tương tự. Nước mắm này mình cũng đã nấu xong và để thật nguội. Chuẩn bị một cái hũ thủy tinh, mình đã rửa qua nước nóng và phơi khô. Cái phần tôm này đã được uống rượu, giờ nó cũng hơi sỉnh rồi nên nó cũng đã đổi màu tôm. Mình sẽ cho một phần gừng, riềng và tỏi vô trong tôm và trộn thật đều. Cái phần rượu mình ướp tôm á, mình không cần bỏ nha cả nhà. Được trộn đều. Bây giờ mình sẽ cho vô lọ. Cứ một lớp tôm, rồi một lớp gừng, riềng và tỏi. Mình cho đến khi nào mà hết tôm thôi.
cái phần nước mắm này mình sẽ nấu kẹo như vậy nè nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho nước mắm đến khi nào mà đầy ngập tôm là được. Bây giờ nước mắm đã đầy tôm, mình sẽ dùng một vợt mỏng mình chèn lên tôm để tôm không nổi lên và sẽ không bị đen. Bây giờ mình sẽ đậy kỹ cái nắp lọ và mình đem phơi nắng. Cách làm rất là đơn giản phải không cả nhà? Phơi tôm trong những ngày nắng gắt, mình chỉ cần phơi từ 4 đến 5 ngày là được. Được phơi 2 ngày, màu đã đỏ đẹp rồi nè cả nhà. Cái lọ kia nó hơi nhỏ nên nắng nóng nó làm tràn nước mắm lên, nên mình đổi cái lọ này nó lớn hơn. Bây giờ cái phần tôm này mình đã phơi tất cả là 5 nắng rồi nè cả nhà. Với những ngày nắng mình phơi tôm 4 đến 5 nắng là tôm đã chín. Không phơi tôm quá nhiều nắng, tôm nó sẽ bị nhão thịt không có ngon. Nhưng bây giờ thì mình chưa có thưởng thức được. Mình sẽ để tôm ở nơi thoáng mát từ 10 ngày đến 2 tuần nữa thì tôm nó sẽ thấm và ngon hơn. Đây, bây giờ thành phẩm sau 2 tuần của mình nè cả nhà. Mùi gừng, ghiền và tỏi á, rất là thơm luôn. Để bây giờ mình gắp tôm ra cả nhà xem. Wow, thịt tôm cứng, rất trong và có một cái màu đỏ thật là đẹp. Ngon quá cả nhà ơi. Mình đã thử tôm dai không bị bở, rất là thơm ngon và cái vị vừa ăn. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video. Xin mời cả nhà đón xem video tiếp theo với món mắm tôm chua đu đủ và thịt luộc cùng với bếp nhà An. Xin cảm ơn ạ.